Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly, đường đi chăn dây, dây làm bằng vàng, thành khuyết lâu đài, hiền sòng có lưới, làm bằng bảy báo như ở Tây Phương thế giới Cực Lạc, công đức trang nghiêm, giống in không khác. Nhiên bỉ Phật độ, nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệt vô ác thú, cặp khổ âm thanh, lưu ly di địa, kim thằng giới đạo, thành khuyết cung cát, hiền sòng là giọng, dài thất bảo thành, diệt như Tây Phương Cực Lạc thế giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, nhưng tại nước Phật ấy chỉ có một màu thanh tịnh, không có ô nhiễm, trong sáng như lưu ly, không có nữ nhân, tại đây không có nữ giới. Có một số người trong phong trào giải phóng phụ nữ đề xướng vấn đề nữ quyền, họ lên tiếng bài xích thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Họ nêu câu hỏi, ở đó không có phụ nữ, vậy phải chăng Đức Phật A Di Đà đã coi khinh phụ nữ? Phải chăng nam nữ không bình đẳng? Phải chăng là có ý trọng nam khinh nữ? Điều này sai hoàn toàn. Số là thế giới Ta Bà được gọi là ngũ trược ác thế. Một thế giới xấu có năm thứ trược, năm thứ không trong sạch. Đó là kiếp trược. Ý nói khoảng thời gian chúng ta trú tại cõi Ta Bà là một thời kỳ không trong sạch. Kiến trược, bởi những gì chúng ta thấy đều không trong sạch. Phiền não trược, vì chúng ta ai cũng có nhiều phiền não. Chúng sanh trược, vì lẽ do tình dục giữa nam và nữ mà có chúng sanh ở đây. Chẳng phải riêng nhân loại mới có như vậy. Nói chung, tất cả các loài có khí, có huyết cũng đều do sắc dục mà sanh ra. Kể cả các chúng sanh di tế như vi khuẩn, phàm có dục, tức là không thanh tịnh, do đó mới gọi là chúng sanh trược. Mạng trược, bởi sinh mạng của chúng ta cũng như các chúng sanh đều từ môi trường không trong sạch mà sanh ra. Tầng trời chẳng hạn là nơi không có bụi dơ. Ở cõi Cực Lạc phương Tây thì đất là vàng, ở cõi Lưu Ly phương Đông thì đất là lưu ly, không nơi nào có bụi bẩm dơ bẩn. Chỉ có cõi Ta Bà của chúng ta là lắm thứ phiền hà. Những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, tâm tưởng, chẳng có gì là trong sạch. Bởi vậy mới gọi Ta Bà là ngũ trược ác thế. Chúng sanh tại cõi Cực Lạc thì không có dục, họ được hóa sanh ở đây do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cõi Lưu Ly là do nguyện lực của Đức Phật Dược Sư hóa thành. Bởi không có dục, tất cả đều hóa sanh, nên ở đây không có nữ giới. Điều này không có nghĩa là nam nữ không được đối xử bình đẳng hay trọng nam khinh nữ. Chúng ta sinh làm thân nữ đều nên hiểu rằng thế giới Ta Bà là nơi mà khổ đau nung nấu, là thế giới của dạng ác sung mãn. Chẳng có gì hay ho để chúng ta thương tiếc, không có gì đáng giá để mọi người lưu luyến. Hoàn toàn là một nơi không trong sạch. Vì ý nghĩa đó nên các cõi Cực Lạc và Lưu Ly đều không có nữ giới. Ha ha ha,